Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hội tụ gió trên mực 5.000m vẫn còn duy trì, nên thời tiết trong ngày Chủ nhật cuối tuần với người dân miền Bắc vẫn tương đối dịu mát. Một số nơi ở vùng núi, nơi quá trình hội tụ gió xảy ra mạnh mẽ nhất thì vẫn có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Như tại thủ đô Hà Nội, đang mấy ngày nay nhiệt độ chỉ giữ nguyên ở khoảng 32 cho đến 33 độ. Và ngày hôm nay, mức nhiệt cao nhất nhỉnh hơn một chút nhưng cũng chỉ quanh ngưỡng 32 cho đến 34 độ, không quá oi nóng, sẽ giúp cho các hoạt động nghỉ ngơi cuối tuần của quý vị được thuận lợi hơn. Những khu vực khác tại miền Bắc, nhiệt độ cũng khá tương đồng với thủ đô Hà Nội. Thời điểm trưa chiều, trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ trong khoảng 32 đến 34 độ. Một số nơi ở vùng núi mức nhiệt thấp hơn một đôi chút. Mưa xuất hiện rải rác và tập trung nhiều hơn ở vùng núi vào chiều tối và đêm. Người dân nơi đây cần chú ý khi có việc phải di chuyển ở ngoài trời trong những thời điểm này. Với các tỉnh Trung Bộ, sớm nay mưa vẫn có thể xuất hiện tại một số tỉnh thuộc phía Bắc như là Thanh Hóa hay Nghệ An. Tuy nhiên, mưa sẽ giảm nhanh. Và từ hôm nay, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tại khu vực vùng núi thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng là từ 35 cho đến 37 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có thể còn trên 38 độ. Còn với khu vực Nam Trung Bộ, vào ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức 33 đến 35 độ. Và chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện tại một vài tỉnh phía Nam như là Ninh Thuận hay Bình Thuận, sẽ phần nào giảm bớt không khí oi bức của ban ngày. Xuôi về phương Nam, với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa sẽ khoảng 31 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ và ở mức 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên. Từ chiều tối nay, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm dần về cường độ so với những ngày trước và chỉ còn xuất hiện rải rác trong thời gian ngắn. Tuy vậy, người dân vẫn cần phải đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, mưa tại các vùng biển phía Nam trong những ngày qua sẽ có xu hướng giảm dần về cường độ trong hôm nay, chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối. Còn với khu vực Bắc và giữa Biển Đông, thời tiết tạnh ráo và tầm nhìn thoáng tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 5 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.